Đây là tờ báo ngày 2 tây tháng 6 thứ năm của báo Người Việt, là tờ báo lớn nhất. Trên trang đầu người ta đưa cái tin rất là quan trọng và giật gân là kỹ sư Trần Huỳnh Duy Thức sẽ ngưng tuyệt thực. Và trong trang A9 sau đây, người ta đã ghi kỹ sư Trần Huỳnh Duy Thức sẽ ngưng tuyệt thực vào ngày thứ 9. Và đây là ông Trần Văn Huỳnh, và kế bên là hình của luật sư Lê Công Định để mà tiếp tay tuyệt thực với kỹ sư Trần Huỳnh Duy Thức. Ông Trần Văn Huỳnh đã giả bộ vào nằm bệnh viện. Đây là chứng cớ của báo Người Việt. Tôi có gọi cho anh Đỗ Dũng, số phone của anh Đỗ Dũng tôi được ghi bên hông đây. Tôi nói rằng anh hãy chuẩn bị một cái suy nghĩ rất lớn là các anh đã bị sai lầm khi tôi vạch mặt các anh ra là các anh truyền thông bố láo, trong đó có báo Người Việt, mà tôi gọi ông Ngô Nhân Dục, chủ bút ở đó mà luôn luôn viết về bỉnh búng và bình luận, là các anh là những thằng chống cộng ngu xuẩn. Vì cơn điên thù hận mà các anh không nhìn ra được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngồi ngang với lại ông John McCain dưới lá cờ Việt Nam Cộng Hòa. Và tôi đã phân tích, và sau ngày hôm sau thì báo Người Việt mới nhận ra được rằng đó là cờ Arizona. Tôi cảnh cáo tất cả những tờ báo ở đây, về cả tờ báo trách nhiệm, tức là tờ báo đại diện cho anh em cựu quân nhân, tất cả đều xin lỗi. Báo, kể cả báo Việt Báo là tờ báo thứ hai ở đây mà rất là vô tư, cũng đăng lời xin lỗi. Và các đài phát thanh cũng đều xin lỗi về cái điều tôi phát hiện ra, cái sự điên rồ chống cộng đó đã đưa đến sự nhìn lầm giữa cờ Arizona và cờ Việt Nam Cộng Hòa. Ngày hôm nay tôi mong anh Nguyễn Phương Hùng sẽ post lên tấm hình kỹ lưỡng là cờ hình Arizona, là cờ hình mặt trời và có những tia sáng xéo qua một bên. Còn cờ Việt Nam Cộng Hòa là ba cái cờ, ba sọc đỏ đó, nó nằm theo chiều ngang, tức là horizontal, tức là theo chiều ngang, chứ không phải theo vertical hoặc là nghiêng 90 độ. Ngày hôm nay tôi lên đây để tôi trình bày cho quý vị thấy một sự thật mà quý vị cứ lầm lẫn hết từ giai đoạn này qua đến giai đoạn khác. Hôm nay tôi xin trình bày với quý vị. Đây có phải là kỹ sư Trần Huỳnh Duy Thức không? Đây. Tôi, vợ tôi và đứa con hôm nay đã 28 tuổi. Và tôi sẽ để lại một bức hình này để cho anh Nguyễn Phương Hùng, là người tôi chọn là một người can đảm nhất, để cho anh Hùng lấy làm bằng chứng này đưa về cho An Ninh TV, hoặc là những đồng bào nào ý thức được sự thật thì không cần trang điểm và đưa đến thẩm mỹ viện. Đây là hình chính. Và đây là bức hình phụ. Trần Huỳnh Duy Thức đứng kế bên tôi, và cô Thoa là vợ của anh kỹ sư Trần Huỳnh Duy Thức đứng kế bên tôi, và kế đó là vợ tôi, rồi kế đó là kỹ sư Đồng thuộc làm ở Phiro Xi Măng. Như vậy chắc chắn quý vị nhìn căn nhà hình tròn này là căn nhà của chuẩn tướng Phạm Ngọc Sang, đã bị bắt sống vào tháng 3 năm 1975 tại ngã năm Bình Hòa. Tại sao tôi đưa ra những vấn đề mà bằng chứng cụ thể như vậy? Là vì chúng ta phải thấy được rằng nếu nói có sách mà mắt có chứng và có những nhân chứng như vậy, thì tôi đề nghị Bộ Nội vụ tại Việt Nam và những đồng bào nào muốn biết sự thật tại hải ngoại và quốc nội ủng hộ tôi, là với tư cách
một thám tử tư, một thiếu úy của phòng nghiên cứu binh thư của binh chủng thường chiến để tìm ra những tên tội phạm này. Khi kỹ sư Trần Huỳnh Duy Thức nói rằng mình đã tìm ra và làm ra cái cao su thục cầu tiêu này, thì thưa quý vị hãy nhìn bức hình này đây, là tôi làm hay là kỹ sư Trần Huỳnh Duy Thức làm? Đây là đứa em tôi là Bùi Thọ Long, còn thằng nhỏ bên này là con của anh chuẩn quý Châu của Quốc gia Nghĩa Tử mà tôi đem từ ở dưới Bình Long đem về cho hai đứa nó làm để giữ bí mật mà làm cái cao su thục cầu tiêu, chứ không phải như anh Trần Huỳnh Duy Thức nghĩ và sáng chế ra. Thưa các bạn, chúng ta nói thì chúng ta phải nói từ từ. Và chỉ có cái cao su thục cầu tiêu này thôi, tôi đã mua được 2 miếng đất và giao cho bố mẹ vợ vì tôi biết tôi phải đi Mỹ. Chiếc xe này là 7 lượng 2. Đời tôi thù nhất là những tên nói láo, mà đời tôi thù nhất là những người mà chơi những trò ác khi mà dối trá, nói những công việc dối trá. Và khi tôi sẽ nói rõ nguyên nhân tại sao tôi gặp anh kỹ sư Trần Huỳnh Duy Thức. Vợ tôi làm trung tâm 3 đo lường về Measurement and Quality Control thì có 2 người phụ tá. Thứ nhất là anh Minh cán sự, và ở dưới có nhân viên đi làm chung. Thì một hôm, anh Minh con của một đại tá công an, luôn luôn rất là cần mẫn để làm việc, nhưng mà dưới quyền vợ tôi là kỹ sư. Thì tất cả các tiệm vàng từ năm 1985 đến năm 93 đi qua Mỹ, thì những cái chữ ký của chị Đỗ Thư, kỹ sư Đỗ Thị Thu Hồng và Bùi Thị Xuyến là vợ tôi đóng mộc cho chứng nhận về cái chất lượng đo lường đó. Thì em Liên, em của kỹ sư Trần Huỳnh Duy Thức, không có mặt trong bức hình này. Một hôm mời vợ tôi đến ăn sinh nhật ở trong căn nhà của tướng Phạm Ngọc Sang. Ông không ngờ Việt Cộng chiếm nhanh như vậy, cho nên ông bị bắt sống tại Nha Trang và Phan Rang. Căn nhà có hình vòm này phía đằng trước. Sau 30 tháng 4 thì gia đình ông chuẩn tướng Phạm Ngọc Sang lui về căn phía sau và xây bê tông rất rất là đẹp. Thứ nhất là chống pháo kích, thứ hai để có che mắt bên ngoài, thì gia đình ở phía sau mới để cho không biết là ông Trần Quang Huỳnh là em bên em vợ của chuẩn tướng Phạm Ngọc Sang, hay là bà vợ của ông Trần Quang Huỳnh là em của tướng Phạm Ngọc Sang ở phía trước để chia số người ra nhiều, chứ hoàn toàn không có đi kinh tế mới như anh Trần Huỳnh Duy Thức nói. Chẳng có kỹ sư Lê Thăng Long nào, Phạm Công Định nào mà dạy cho kỹ sư Trần Huỳnh Duy Thức biết về những cái doanh tê di để phục hồi nước từ ở Thủ Đức đi về Sài Gòn, mà chính tôi đã dẫn anh Trần Huỳnh Duy Thức giới thiệu với ông Sơn công ty cấp nước năm 1993. Nếu cái đó không phải là sự thật thì công an thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Nội vụ phải xem xét lại từ cái quan điểm từ ban đầu. Làm xong TG, cái doanh TG để nối lại các ống nước sau gần 20 năm các cái doanh nó đã bị khô, thì làm cho nước nó rỉ ra từ nhà máy nước Biên Hòa từ Thủ Đức đi về Sài Gòn. Một hôm thiếu tướng Luông của Bộ Xây dựng nói với tôi, bây giờ cầu Sài Gòn đang sửa, cầu Bắc qua Tân Cảng đang sửa, mà nếu bây giờ
chúng ta có thể sửa ra, đục ra bê tông làm được. Nhưng cái đế cầu Sài Gòn thì bây giờ cao su nó quá nhiều năm rồi, nó nứt từ năm 1962 mà 64 mà Mỹ đi qua, bây giờ chúng ta sửa lại. Bây giờ cái đế cầu bằng cao su đó thì ai làm được? Tôi giơ tay, tôi làm được. Tôi về tôi mới giao cho kỹ sư Trần Huỳnh Duy Thức là đi vô trong Chợ Lớn mua lấy cái cửa sau của cái cánh cửa bằng nhôm của xe tăng M113 để lội nước thì làm cái khuôn. Kỹ sư Trần Huỳnh Duy Thức nó hỏi tôi thế này: bây giờ làm cái khuôn như vậy mà phải ép 10 tấn thì làm sao được? Tôi nói: mày học sao mày ngu quá, kỹ sư bách khoa mà sao mày ngu quá, mày lấy con đội 10 tấn mày đội lên cho nó cứng lên cao su, mày mua cao su tốt rồi mình thay cái tiện cái phần ốc bên trong á, mình đổi bằng inox và mình thay lại trong cho sửa cầu Sài Gòn. Đây là sự thật. Còn căn nhà này để tôi đi từ từ. Điều thứ nhất là làm về cao su thục cầu tiêu như anh Trần Huỳnh Duy Thức là láo khoét. Tôi là người tìm ra những cái cao su này đầu tiên. Trước khi đi Mỹ khoảng một tháng, tôi thấy đứa em trai tôi nó không có mê lo làm ăn, còn ba đứa em thì nó mới đi bộ đội bên Campuchia nó về. Tôi mới nói: thôi Thức ơi, bây giờ em lớn rồi mà nhà nghèo quá như thế này thì anh thôi giờ anh giao cho em để em làm cho anh cái cao su thục cầu tiêu này. Cao su tôi lấy của anh Vọng ở dưới xóm mới là cao su thật. Còn nếu anh đổ đất vào nhiều đó làm cao su nó sẽ cứng và nó không xảy ra được. Còn khuôn này là do anh Sáu Thôi, hiện giờ giàu nhất quận Thủ Đức, mà đang làm. Đi quý vị đi ngang qua cầu ngang thì quý vị sẽ thấy một cái tiệm bên đám cưới bán đồ cưới lớn nhất ở đó. Thì đây là người hướng dẫn tôi đi vô làm cái khuôn và cái máy ép mà chúng tôi dùng bằng nhiệt lượng đó, bằng cái gốc củi để cho nó đỡ tốn kém. Tôi chứng minh cái điều thứ nhất là Trần Huỳnh Duy Thức rất nghèo khổ, mà sau cái lần mà tôi đi ăn sinh nhật thì Trần Huỳnh Duy Thức nói với tôi thế này, nói với đứa em gái tên Liên nó như thế này: cái người đàn bà này sao mà đẹp quá vậy? Thì kỹ sư Trần Huỳnh Duy Thức nói rằng như vậy ai mà lấy được cái cô kỹ sư Bùi Thị Xuyến này thì phải là người có tài và rất giỏi. Sau lần đó tôi thấy bà mẹ của anh Trần Huỳnh Duy Thức là một người điên ngồi phía đằng sau bếp. Tôi động lòng thương, tôi mới cho kỹ sư Trần Huỳnh Duy Thức sống chung với tôi và tôi nói: tôi học Đông Bosco, các cha bên Anh, bên Pháp, bên Mỹ, bên Scotland, bên Ý, bên Mỹ và bên Đức dạy cho tôi, cho nên tôi biết rất nhiều về khuôn mẫu và cũng như là tất cả những việc làm. Tôi mới coi kỹ sư Trần Huỳnh Duy Thức như là đứa em của tôi và tôi hướng dẫn nó để cho nó có thể có công ăn việc làm. Tôi hỏi kỹ sư Trần Huỳnh Duy Thức: em à, sao kỹ sư gì kỳ vậy? Sáng ăn cơm chiên, trưa ăn cơm chiên, tối ăn cơm chiên, thứ hai ăn cơm chiên, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật cũng ăn cơm chiên. Kỹ sư Trần Huỳnh Duy Thức hỏi với tôi: sao anh biết nhà em ăn cơm chiên? Tôi chỉ vào mặt kỹ sư Trần Huỳnh Duy Thức tại quán cà phê ngã năm Bình Hòa. Em đi chiếc Suzuki 100 phân khối này là em đi lừa người ta. Cái chỗ mà em dạy về computer ở Đinh Tiên Hoàng, anh cho rằng đây là sự bịp bợm của giới trí thức. Đó là những máy rất cũ ở bên Korean mà họ đem vô, và kỹ sư Trần Huỳnh Duy Thức mở một lớp dạy về điện toán bằng những máy cũ đó. Đúng, kỹ sư Trần Huỳnh Duy Thức rất nhanh khi mà nhận ra tôi là người mà không sống bằng bề ngoài
nhưng sống bằng bên trong nội tâm của mình. Tôi thấy bà mẹ kỹ sư Trần Huỳnh Duy Thức điên là vì ông Trần Văn Huỳnh, mà quý vị nhìn đây, ông ấy giả bộ nằm ở bên trong bệnh viện để áp lực chính phủ và áp lực để cứu con mình khi mà tuyệt thực cho đến chết. Cái này là một sự gian dận. Tôi nói với quý vị rất nhiều lần, cái gì trong chính trị cũng đều là dàn dựng. Cái gì quý vị tưởng rằng không phải là dàn dựng, nó cũng là dàn dựng. Có ai dám tuyệt thực đâu. Ở Z30C tôi có một người bạn đại úy xin tuyệt thực, cán bộ nói không được, tôi không cho phép anh tuyệt thực. Đến anh này cứ quyết khăng khăng tuyệt thực, cán bộ quản giáo Z30C mới đưa tờ giấy, bây giờ anh ký vô đây, anh nộp đơn anh xin tuyệt thực, chúng tôi sẽ gửi lên bộ nội vụ, tại vì anh đang được phát ăn như vậy, chúng tôi không được có quyền cấm. Gửi lên đó, một tuần lễ sau, hai tuần lễ sau, bộ nội vụ trả lời về là hôm nay chúng tôi chấp nhận cho anh tuyệt thực. Thưa các bạn, anh bạn tôi nằm ở trong biệt giam, đói quá xin được ăn là trở lại. Chính Trung úy Thường là quản giáo về trong nhóm chính trị đó, ở Z30C nói rằng tôi đâu có cái quyền mà phát thực phẩm cho anh, bây giờ anh làm đơn đi để chúng tôi gửi lên trên bộ nội vụ cho anh tuyệt thực, chứ giờ lấy gạo ở đâu, chúng tôi đâu có lấy gạo ở đâu mà tôi cho anh ăn được. Thưa quý vị, đến cuối cùng chính anh đó phải tự xử mình và chết trong tù. Tại vì khi người ta xét đơn thì mất 3 tuần cho anh tuyệt thực, thì bây giờ người ta phải xét đơn lại cho anh là tại sao anh tuyệt thực. Người ta phải điều tra từ trên dưới, ai áp chế cái anh đạo quý này. Và thưa quý vị, anh ta chết. Như vậy khi cho tên tôi nghe tới cái tin mà anh kỹ sư Trần Huỳnh Duy Thức này này tự thiêu vô thời hạn, tôi bảo thằng này nó đang giỡn trò mèo với Đảng Cộng sản Việt Nam. Một đứa trẻ con đầy tham vọng đùa với lửa. Anh tưởng rằng trong chuyến đi của Obama này thì nói về nhân quyền, rồi thả cha Lý, rồi thả cho những cái người ra như Lê Công Định. Thưa quý vị, quý vị nghĩ Đảng Cộng sản nó ngu sao? Chính Đại sứ David Shea, Michael McCullough đã nói với chúng tôi rất nhiều lần khi chúng tôi tìm hiểu về chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các ông đầu sự đại sứ đều nói chúng tôi không cấm các anh chống cộng. Nhưng nếu các anh bị bắt tại Việt Nam thì chúng tôi không có quyền lấy chìa khóa để mà mở ra cho các anh ra. Ông Trần Văn Huỳnh mà đang tuyệt thực ở đây, nếu là một người cha tử tế như quý vị nhìn trong cái tờ báo này, thì ông có lấy vợ bé để rồi vợ ông điên mà chết không? Đây là một người cha vô luân, mà tôi nói với tất cả mọi tinh thần trách nhiệm của mình là một người công giáo không thể nào mà bố láo để lên đây nói được. Thời đại Google, ai nói dối là người đó chết. Quý vị là công an, quý vị phải xem lại thời năm 1993, bà là bà má của ông Trần Huỳnh Duy Thức này bị điên không? Nói nhảm suốt ngày tới chơi tối, chửi ông chồng. Còn ông chồng thì đi theo vợ bé, đi ở đâu? Ngày hôm nay thì lại, nếu thương con mình thì có bỏ vợ mình đi như vậy không? Đây là một lập luận. Còn sự điều tra trong tương lai, chúng tôi kêu gọi quý vị giúp chúng tôi một tay. Gia đình tướng Phạm Ngọc Sang đã tha cho kỹ sư Trần Huỳnh Duy Thức là vì kỹ sư Trần Huỳnh Duy Thức đã cào cái sổ địa thổ ở Bà Chiểu rồi đổi tên của mình vô đó, không biết là chạy trọt làm sao đó.
để có tờ giấy là nhà này là của ông Trần Văn Huỳnh. Kết quả như tôi dự đoán, tôi nói thức à, người ta đang bị ở tù mà người ta cho cha con của em với là tất cả con cháu được ở cái nhà phía trước. Bây giờ mình cướp của người ta như vậy, em có nghĩ rằng tướng Phạm Ngọc Sang là một con cọp thì có bắt được con cọp bỏ vào trong cái trại tù, vào sở thú, con cọp nó vẫn là con cọp. Còn em là một con chó ăn cắp vặt mà em cướp đất của người ta như vậy, với cái chuyện mà anh chỉ cho em làm giàu nên ngày hôm nay em lấy tiền mà em đi bôi xóa ở trong cái sở địa ốc như vậy. Ngày mai ông Sang, ông ấy có các đệ tử bên Mỹ, tụi nó sẽ gửi tiền về và lúc đó ông Sang sẽ làm giấy và người ta sẽ đưa em vào tù. Và em là con chó, bây giờ có thả lên trên núi cao nữa em đâu có gầm lên được. Huỳnh Duy Thức với ông Trần Văn Huỳnh vẫn tiếp tục cướp đất của tướng Phạm Ngọc Sang. Căn nhà này nằm tại ngã năm Bình Hòa. Nếu quý vị điều tra, nếu quý vị là công an thật, công an hết lòng vì đất nước, thì quý vị phải điều tra để thấy Trần Huỳnh Duy Thức đã ăn cướp ngay của một cái người chú, người bác của mình và những thân nhân của ông tướng Phạm Ngọc Sang đang ở bên Mỹ. Chứ đâu có chết hết đâu. Đâu phải như Việt Tân bắn hết rồi, bây giờ không còn ai đâu. Như vậy tôi kêu gọi các nhà báo ở đây, không phải một mình anh Nguyễn Phương Hùng, phải tìm và phỏng vấn cho bằng được con gái bà mẹ của tướng Phạm Ngọc Sang. Vì bao nhiêu năm nay tôi chưa thấy cáo phó của bà Sang, thì chúng ta sẽ thấy họ hàng, người ta sẽ tìm ra rõ bộ mặt thật của ông Trần Văn Huỳnh. Kính thưa quý vị, quý vị đi vào trại giam, quý vị hỏi Trần Huỳnh Duy Thức đi, Trần Huỳnh Duy Tân thưa, và kỹ sư Đồng đi, và kỹ sư Viễn đây, đây hình như tôi nhớ lại là đây là kỹ sư Viễn. Có bao giờ tôi lấy của cháu Trần Huỳnh Duy Thức một đồng khi mà làm ra cả lời cả trăm triệu trong khi làm cái tê di, cái xoăn tê di để nối ống nước không? Và làm bao nhiêu đế cầu trong Sài Gòn và bao nhiêu phục hồi, bao nhiêu đế cầu mà người Mỹ để lại Việt Nam? Có bao giờ tôi được lon coca như anh Hùng ngày hôm nay đãi tôi không? Có không? Không. Tôi nói tôi giúp ai là tôi giúp. Nhưng tôi ghét nhất là những người mà khi trong họ hàng đi ăn cướp của gia đình của mình, chẳng hạn Việt Kiều đứng tên đất tại Việt Nam rồi ăn cướp của người ta trong khi thân nhân của mình ở trong tù đang ở ngoại quốc. Đó là lý do ngày hôm nay tôi đứng lên để tôi nói. Tôi đưa ra những phản bác này và trên video clip này tôi mong anh Hùng phải viết tất cả cái report này và đưa về cho công an TV nhập cuộc vô, cũng như đồng bào ủng hộ chúng tôi là những người rất cô đơn và không thể để cho một lần nữa như Việt Tân giết tất cả nhà báo như chúng tôi. Đúng, Donald Trump nói đúng. Những nhà báo nó rất là mất dạy, khốn nạn là những người mà ông đã từng gặp. Tổng thống mới của Philippines nói là những thằng nhà báo là những thằng chó đẻ. Và chính vì vậy ông được đắc cử tổng thống Philippines. Nhưng quý vị chứng minh cho tôi thấy được ông Nguyễn Phương Hùng có bao giờ mà nhận được của ai một đồng bạc không? Và trong 22 năm tôi đến Mỹ, có bao giờ tôi lấy một đồng trong airtime trong khi Đỗ Sơn cứ một lần như vậy, các chủ chợ đưa ra một cái đồng hồ Longines đàn hầu đàn ông và đàn bà là 70.000 đô la, có bao giờ tôi lên trên đó mà tôi uống một cái chai XO không? XO 200 đồng một chai chứ mấy giờ, mỗi lần tôi nói trên đài phát thanh thì ra đó là một giờ là 20 phút, phải 60 phút là 1.200, 4 tiếng phải 4.800 không?
Võ Cường Long. Cho tôi lên đó sáng mai quý vị đâm 4 bánh xe, cung cụ đầu bóp cổ Võ Cường Long. Tại sao để cho thằng Lập lên nói? Nhưng có ai dám đụng tới Nguyễn Ngọc Lập không? Nếu chúng ta không cứu được nước thì phải giữ những người dân, chứ không thể nào làm cho nó biến động như Thái Lan để cho những người nghèo nhất, khổ nhất chung chúng tôi sẽ đau khổ. Quý vị sắp thắp lên. Còn tôi thắp lên cái ý thức của quý vị bênh vực một người cha dâm đáng như ông Trần Văn Huỳnh. Nằm đây nó set up cái chuyện đó mà quý vị tin à? Một Hoàng Cơ Minh chết rồi, 14 năm sau tôi với anh Nguyễn Phương Hùng đi lên trên đó, nó tiết lộ ra đó. Quý vị thấy như vậy, chúng tôi gian dối hai mặt trận, Hoàng Cơ Minh gian dối. Và nếu lần này chúng tôi không nói rõ lên cái vấn đề này trên cái tờ báo ngày hôm nay thì ai sẽ nói đây? Như vậy chúng ta sống để làm gì? Em của ông Trần Huỳnh Duy Tân, tôi không nhớ tên, không biết tên, nó đi buôn gạo lậu thì gần tới điểm chặn ở Long An, nó leo lên trên, nó giấu cái gạo của nó trên nóc, thì xe chạy ngang qua nó bán vô, nó té vô xuống nó chết. Nếu đi học thì đi đi, vợ tôi nè học 4 năm đại học, tất cả gạo là đem về cho nhà ăn hết, đói như vậy tại sao cũng ra kỹ sư được? Sau 10 năm cải tạo về đây nè, quý vị chứng minh trong ngày, những ngày tôi đi ở tù 10 năm trong đó có bao giờ được thăm nuôi không, và có được xin ai điều gì không? Tại sao vẫn sống nữa? Các anh ngụy biện. Cho nên những điều mà chúng tôi nói ở đây là một sự uất ức. Những bức hình mà chúng tôi đưa ra quý vị đây đâu phải là nói chuyện chơi. Em mình không chịu nổi cái cơn đói. Như vậy Hợp Ma Hết nói gì? Nhịn đói, suy nghĩ và chờ đợi mới được giải Nobel. Và đó là hành trình của Phật giáo được giải Nobel năm 1917. Nguyễn Ngọc Lập nhịn đói nè, thuộc nguyên của từ điển, bây giờ đi ra sống. Đến Mỹ lùm lon có gì xấu đâu. Hai đứa con học MIT, học UCLA, học Heavy Merck. Quý vị thấy vợ tôi nằm liệt 2 năm trên giường. Nếu mà cũng đi xin xỏ tất cả mọi người trong cộng đồng này thì ngày hôm nay có gì để nói? Let me know. What do you want to talk about? Quý vị cứ nói thằng này nó nói tiếng Anh nó rặn ra. Xin lỗi quý vị, đứng được trước 141 đài truyền hình của CNN, tôi trình bày tiếng Anh, thứ tiếng Anh của lương tâm đối với John McCain trước 141 đài truyền hình. Điều đó nó nói lên cái gì? Sức mạnh của sự thật. Và đây tôi để đến cái phần cuối này cho quý vị mắc bay hết tất cả quý vị đi. Quý vị đưa lên nào là đêm thắp nến rồi đêm tuyệt thực. Thì ngày hôm nay tôi mới đưa ra một sự thật về con người của Trần Huỳnh Duy Thức. Kỹ sư Trần Huỳnh Duy Thức, tôi giao cho làm cái tay mắng khăn để mà vắt trong đó. Lấy hết từ cái nguồn mà đồng á, để mà làm xi mạ lại cũng lấy hết, làm tê di cũng lấy hết, làm đế cầu lấy hết, cuối cùng nó ép cái thằng mà ép nhựa. Quý vị cái cây nước mà nó có nóng vòi nóng lạnh của Thái Lan thì làm cái nhựa trong đó, và một số bộ phận hoa sen này đó hoặc là những cái phần khác nó có phần nhựa. Chính Trần Huỳnh Duy Thức đã giết chết cái anh chàng năm 1993 đó là vì nó chưa trả tiền kịp. Như vậy việc hành động cái một anh là đứng trên cái máy ép nhựa,
cột cái dây của mình trên sàn nhà và đẩy chân ra để thắt cổ. Đó là hành động giết người của Trần Huỳnh Duy Thức. Mà quý vị đòi gọi đó là người tù lương tâm. Xin lỗi các anh công an trong thành phố. Các anh bắt Trần Huỳnh Duy Thức là các anh bắt về các điện thoại và các những cái máy tính đó. Các anh chưa nắm được những vấn đề mà sau này tôi sẽ khai ra tất cả những điều đó về Trần Huỳnh Duy Thức, về các cái công ty điện tử của Trần Huỳnh Duy Thức. Chưa nói bây giờ, chỉ riêng việc giết người thôi, thì tôi yêu cầu quý vị, những đại gia nào bên Việt Nam, những đại gia nào bên Mỹ, sau khi thấy cái video clip này là thật và tôi sẽ làm tám tự tư, tôi yêu cầu công an giúp tôi thôi, để lấy ra hồ sơ có phải cướp đất cướp nhà của tướng Sang không, mà có cạo sửa không, rồi trong khi mà bị bắt có ký tên và gia đình tướng Sang bỏ ra bãi này ở cầu Băng Ghi. Lúc đó nếu tôi nói thật, quý vị hãy giúp chúng tôi 20.000 đô la để làm sao điều tra ra được cái anh thợ ép nhựa thắt cổ chết. Mà ngành nhựa trong Sài Gòn Chợ Lớn ai không biết tôi, mà tôi biết tất cả mọi anh em, mà có bao giờ tôi làm hàng nhái của anh em không? Xin lỗi, tôi nói cái thằng thông minh nó là innovation, nó sáng kiến ra, còn thằng ăn cắp nó giống như con khỉ, như Trung Quốc lấy cái hàng nhái thôi, là imitation, là bắt chước. Và buôn bán đâu có phải dễ như vậy. Mình phải gối đầu cho người ta. Bây giờ người ta trả tiền chưa kịp, mình đẩy người ta vào cái chỗ thắt cổ. Thì tôi mong rằng khi tôi đưa ra vụ án này, tôi rất căm phẫn khi nhìn Trần Huỳnh Duy Thức rất là mập, cha mẹ mập lắm, đủ hết, rồi bay qua bên châu Âu, bay qua Mỹ họp, tôi thấy mà tôi không nói. Tôi có một tội ngày hôm nay tôi nói với quý vị. Khi tôi bị thương 2 lần ở mặt trận Quảng Trị, Trung tá Cảnh mới nói là mày về coi đại đội phụ với lại anh Chánh ở đại đội chỉ huy đi, coi cái cây súng cối 81. Anh Chánh đang còn sống này, ở Mỹ này chứ không đâu. Anh Thạch đây đại đội trưởng, tôi còn sống đây. Thì có bắt một cái rất nhiều tù binh. Chúng tôi đâu có cùng, chúng tôi lấy dây điện thoại trói tay ở đây ngồi phía đó mà cho ăn đầy đủ. Nhưng hôm thằng bạn tôi là Nguyễn Tấn Phân Phương, là anh họ của đại tá Hồ Cẩn bị bắn chết, thì cũng lúc đó bắt được một ông thượng tá của Việt Cộng ở sư đoàn 320 hay 324 gì đó, ông già rồi. Thì anh Chánh anh hỏi mày cấp bậc gì, anh nói tao là chà binh bét chạy ngoài bắn bu vơ, tức lên tôi đứng tôi đá anh thượng tá đó. Mày già giờ sao mày đi binh ngoé được, mày sao là chạy vòng ngoài bắn bu vơ được. Thì cái cặp mắt của đại trung úy Chánh, đại đội trưởng tôi lúc đó nhìn tôi với một cặp mắt khinh miệt, và tôi nhớ đến giờ này. Tôi không bao giờ đánh một người ngã ngựa. Tôi chỉ tố cáo và yêu cầu lại công lý và sự bồi thường cho cái gia đình mà anh Trần Huỳnh Duy Thức giết. Một con người phản thầy phản phúc như vậy, rồi một người cha dâm đáng mà để chết cái bà vợ mình nổi điên nổi khùng ngồi kế bên cầu tiêu như vậy. Cha Đông Bosco dạy tôi, đi vào nhà ai thì đi vào cầu tiêu. Nếu ở trong nó sạch đó, thì những phía bên ngoài này nó sạch. Tôi đi ngang qua cầu tiêu, trước khi vào bếp tôi mở ra coi cái bếp. Nghèo như vậy mà đi xu 100 rồi làm nó có vẻ mình trí thức. Và chính vì tôi thương bà mẹ, bị thằng chồng mình ngoại tình, nổi cơn điên nói nhảm như vậy mà tôi chỉ cho Trần Huỳnh Duy Thức biết làm cái thục cầu tiêu. Và nhiều món đồ khác. Tôi xin tất cả những người khi mà nghe những cái tin tức này, tôi có than phiền ông Nguyễn Thanh Sơn, hiện giờ làm đại sứ tại Nga, là cô Cao Mai ở đây ấy, là cái người mà tổng lãnh sự
phụ tá nhà cô bị sốc rồi. Tôi gọi anh Cường không nắm vấn đề. Anh Hồ Xuân Sơn mới làm đại sứ ở bên Trung Quốc, chưa nắm vấn đề. Nhưng mà chính anh là người mà tôi đã đưa cho anh trông thấy cái tình hình của Trần Huỳnh Duy Thức ngay lúc đó. Nếu quý vị làm cách mạng thật đi thì quý vị phải liều mạng giống như 1.200.000 quân của Hà Nội tiến vào Nam, xanh Bắc tự Nam. Tôi ủng hộ quý vị ngay. 4 triệu người đồng bào của chúng ta trong nước là ngoài Bắc đã chết hết để giành được độc lập tự do như bây giờ. Nhưng nếu mà quý vị thật sự chống cộng, làm chính trị gì kỳ vậy? Một Lý Tống trả thù ông Nguyễn Cao Kỳ bằng cách là đi hiếp vợ con của người ta rồi ra cà phê kể. Tôi nói với anh Lý Tống, lần sau anh còn làm nữa tôi không ủng hộ anh, vì dân nó đã kiệt sức rồi. Đàm Vĩnh Hưng nói rằng anh đã là một quân tử mà cầm dao chặt đầu ruồi, cầm dao mổ bò mà chặt đầu ruồi. Chúng ta nhục không? Chúng ta đâu thể nào lật đổ một chế độ cộng sản để đưa một người bất nhân lên như là Trần Huỳnh Duy Thức. Quý vị lầm, tôi nói Đỗ Dũng rồi. Chúc Hồ của Trung Tâm Asia sẽ xấu hổ sau đưa ra những bài hát của cho những ca sĩ hát than vãn như vậy. Đâu có phải vì vấn đề mà gọi là thù riêng mà đi ra làm như vậy, làm sao làm cách mạng được. Tôi thấy những điều ngày hôm nay chúng tôi đưa ra một cái lập luận. Ông Trần Huỳnh Duy Thức, ông bảo là má ông ấy là không đóng được gạo cho hợp tác xã nên bị bắt ở tù. Bây giờ tôi chứng minh à. Bây giờ cá nó chết hết rồi đó. Có người ngư dân nào mà bị là bắt bỏ tù không? Vì không đóng thuế cho chính phủ không? Đảng Cộng sản Việt Nam á, nó có những cái sai, nhưng nó không bán cam ranh cho Mỹ, cho Nga và cho Tàu. Thuộc cấp nó có thể làm sai, nhưng Việt Nam Cộng Hòa đã bán cam ranh cho Mỹ, nên mới có cuộc xung đột giữa Trung Quốc và Liên Xô. Rồi thuộc cấp ở dưới ăn cắp tất đến mức độ ông Trần Văn Hương nói rằng nếu giết hết tất cả tham nhũng thì không ai còn làm việc. Như vậy chúng ta phải nói theo tiếng Pháp là entre le mal et le bien, il faut choisir le mal. Giữa xấu và tệ phải chọn xấu chứ. Tôi đâu có thích gì ông Obama. Tôi đâu có thích gì ông Nguyễn Tấn Dũng. Tù 10 năm mà. Nhưng tôi muốn nói đến cái lương tâm của những người của chúng ta trong vụ cá, trong vụ Trần Huỳnh Duy Thức. Thấy nhà cháy, Đức Phật nói lo chữa cháy đi, chứ đâu có phải hỏi có Thượng Đế hay không có Thượng Đế. Thấy cá chết, tại sao chúng ta không mua một cái hộp thịt hộp ở đây nè, đưa ra một cái chương trình mua cá giặt đi, gửi về cho đồng bào. Lo chửi chính phủ, rồi ủng hộ chính phủ. Cả hai ủng hộ và chống chính phủ đều trật hết. Mua cá giặt đi nè, đồng 70 mấy cent này góp hết tất cả đồng bào về cứu đồng bào mình bên đó nữa. Quý vị vô lương tâm, mà chính vì vậy tôi phải lên tiếng nói. Ngày tôi 7 tuổi, đưa đứa em 5 tuổi vào cô nhi viện, đứa 4 tuổi, giờ đứa có 17 ngày. Có phải chiến tranh nó sẽ làm cho những người mà nghèo khổ như chúng tôi? Trung tướng Văn Toàn lần gặp tôi ở ngoài trước báo người Việt. Ông đang chống bà Toàn đi mua ổ mì ly sandwich, ông biểu lập mày lại đây. Hồi xưa tao làm tướng đó, của quân đoàn 2, tao thấy tao không có tội, nhưng mà tao nghe đêm mày nói trên đài phát thanh đó, tao thấy tao mới có tội.
bốn anh em mày mà được, bốn anh em trai được cái áo đầm, lấy hết, ăn cắp ăn trộm hết. Bốn anh em ở cô nhi viện mà có hai lần được ăn cà rem thôi. Quý vị nghĩ quý vị dám để cho con quý vị mà 4 năm không ăn cà rem không? Cho nên tôi đi lính là để chết, để tôi lấy cái tiền tử đó tôi nuôi má tôi. Và tôi đến Mỹ 22 năm là để đi lụm lon, để làm sao cho vợ có bằng kỹ sư, có bằng CPA. Con phải kỹ sư, con phải là dược sĩ, con nếu không được thì cũng phải là manager của CVS. Và nó phải đi dạy người ta để nó sống bằng đồng tiền của nó, chứ không phải bất lương như thằng kỹ sư Trần Huỳnh Duy Đức này. Bố láo, kỹ sư không phải là mình đi vô đó để mà mình là lấy cái kiến thức của mình để ra lấy vợ đẹp con không. Kỹ sư là phải sáng chế. Kỹ sư bên Mỹ gì mà đi ra làm nướng cá, ở nấu làm cá nướng. Kỹ sư làm sao đi ra tiệm làm nail. Rồi một luật sư trịnh hội thì luật sư không cãi tòa nào cả, đi làm MC. Như vậy thì đi vào trường nghệ thuật sân khấu ở Hà Nội đi, múa ca hát gigolo, các anh làm trò mèo với một thiếu úy Nguyễn Ngọc Lập. Cho nên ngày hôm nay thám tử tư Nguyễn Ngọc Lập 65 tuổi rồi, bây giờ ông sợ cái gì vấn đề mà gọi là có lãnh Medicare hay không Medicare? 65 tuổi là tuổi về hưu rồi, không sợ chết nữa. Tiểu đường sống sớm, chết sớm hay sau chết 5 năm nữa 3 năm giống nhau. Thì chúng tôi xin quý vị ủng hộ tôi và anh Nguyễn Phương Hùng để làm sao đưa vụ án này ra trước tòa án công lý của lương tâm của Trần Huỳnh Duy Thức, để nó chết với những khắc khoải của nó, những tham vọng này. Một con người này với tất cả những bằng chứng mà tôi đưa ra đó, nếu ngày mai nó lãnh đạo đất nước nó còn đi tới đâu nữa, nó siết giết người như thế đâu nữa. Một người cha hoang đàng dâm đáng như vậy đã không khuyên con mình làm ăn tử tế, đi gạt hết người này tới gạt hết người khác. Tôi có nói với bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn, bệnh viện Từ Liêm mua vé máy bay tôi ra rồi. Đa số những thằng làm nhà báo, những thằng làm cách mạng, những làm chính trị tại ở Lido Sài Gòn này là những thằng ăn cắp vặt. Và chính cái sự phẫn uất này, tôi đề nghị quý vị đóng góp cho chúng tôi tiền vé máy bay. Và 20.000 đô la này quý vị góp lại để mà cho lại cái anh công nhân mà làm nhựa treo cổ đó. Mà cứ để yên như vậy cho Trần Huỳnh Duy Thức nó ở tù đủ 16 năm mà 5 năm quản chế, để nó thấy được linh hồn của những người nghèo chết trong tay nó. Và bà mẹ già, bà vợ điên của ông Trần Văn Huỳnh đó sẽ thôi thúc lương tâm cắn rứt ổng. Quý vị thắp nến. Nhưng mà tôi kêu gọi quý vị hãy dùng lý trí và lương tâm của mình. Lời cầu nguyện chân thành tôi định viết thành một chuyện ngắn. Ra trường, trúng mùa trọc mùa hè đỏ lửa.